Chứ là giới thiệu cho bà các quý vị khán giả ở quốc nội biết mặt cũng như là phỏng vấn, thành ra quý vị phải chuẩn bị sẵn sàng. Được phỏng vấn bà bồng mẹ. Bà bầu mẹ đó là đã qua vượt biên qua Mỹ được 10 năm nay rồi. Tại 10 năm là đủ để cho tất cả mọi người chúng ta là nói được rành tiếng Mỹ đúng hay không? Sau đây, trước tiên phỏng vấn bà bầu mẹ, tôi xin có chưa là kể một ít giai thoại về bà bầu mẹ. Bà bầu mẹ còn có biệt danh là bà già ngân. Thôi nè, bà già ngân. Xong rồi là con là bà già ăn biết chợ trời nữa, là chuyên môn đi qua tới mỗi tuần mà không có như vậy mà tốt khổ không có ai em thì tốt khổ rồi. Thôi mon, thôi non cái gì, nhưng mà bà già này nè rủ các con cùng đi á, và đi lên thì biểu mày muốn đi thì mày đi, mày không đi thì được cái gì ở nhà, nhưng mà không đi thì nó mày ở nhà làm gì. Chúng ta là những người kia là có đi học, nói rành tiếng Mỹ, thành ra chúng chửi nó nghe thì không bảo. Bà già giúp chàng làm nghề babysitter, tức là giữ con nít. Rồi nó có giữ một thằng con nít, nó nói tiếng Việt Nam không rành, nó không nói được tiếng Việt, nó chỉ nói tiếng Anh thôi. Thì bà già giúp chàng mỗi lần á, muốn cho nó ăn hay cho nó uống sữa, chị hỏi nó có hai chữ thôi, milk hoặc là eat, thì mình ăn thôi, sữa không. Còn thằng nhỏ muốn cái gì á, thì dắt tay bà già giúp chàng lên mở cái lệnh chỉ. Thank you.
thành bao không chưa thành bao